Xin chào quý vị và các bạn. Kênh Xe Channel là kênh chuyên về xe ô tô và xe máy. Kênh Xe Channel xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn video. Giá xe Honda SH 2017 tháng 3 và tháng 4 năm 2017 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giảm mạnh. Tại các đại lý Honda Hà Nội, tính từ thời điểm sau Tết Nguyên đán, các phiên bản xe SH 2017 đều có mức giảm giá rất mạnh. Hiện tại, SH 2017 phiên bản 125i sử dụng phanh ABS có giá bán là 79 triệu đồng, giảm tới 9 triệu đồng so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các phiên bản xe Honda SH 2017 đều có giá bán cao hơn thị trường Hà Nội từ 3 đến 8 triệu đồng. Giá xe Honda SH 2017 tháng 3 và tháng 4 năm 2017 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giảm mạnh. Theo công bố của Honda Việt Nam, giá bán của xe SH 125 phiên bản phanh thường CBS có giá 67,99 triệu đồng, phiên bản sử dụng phanh ABS có giá 75,99 triệu đồng. Honda SH 150i phiên bản CBS là 81,99 triệu đồng, phiên bản có phanh ABS là 89,99 triệu đồng. Tuy nhiên, giá bán thực tế của Honda SH 2017 tại các đại lý bán lẻ do Honda ủy quyền đều có mức chênh rất cao so với giá của nhà sản xuất niêm yết, có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy theo nhu cầu thị trường. Vì thế, sự phân biệt về giá cũng phụ thuộc vào các thị trường khác nhau trong cả nước. Tại các đại lý Honda Hà Nội, tính từ thời điểm sau Tết Nguyên đán, các phiên bản xe SH 2017 đều có mức giảm giá rất mạnh. Hiện tại, SH 2017 phiên bản 125i sử dụng phanh ABS có giá bán là 79 triệu đồng, giảm tới 9 triệu đồng so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất trong tất cả các phiên bản của SH 2017. Trong khi đó, các phiên bản khác cũng có mức giảm mạnh so với thời điểm trước Tết, dao động từ 2 đến 5 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản SH 125 CBS có giá bán là 73,5 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng. Honda SH 150 phiên bản CBS có giá bán tại các đại lý bán lẻ là 92 đến 93,5 triệu đồng, giảm khoảng 2 triệu đồng. Phiên bản SH 150 sử dụng phanh ABS có giá bán là 102,5 triệu đồng, giảm 5 triệu đồng. Dẫu vậy, giá bán thực tế vẫn cao hơn giá đề xuất từ 3 đến 12,5 triệu đồng. Theo các đại lý bán lẻ, sở dĩ các dòng xe Honda SH 2017 có mức giảm mạnh như hiện tại là do thị trường ế ẩm kéo dài. Việc giảm giá sâu có tác dụng kích cầu thị trường. Ngoài ra, nguồn hàng về các đại lý cũng tăng gấp rưỡi trong 3 tháng. Tránh tình trạng khan hàng như thời điểm trước Tết cũng khiến giá giảm. Trong khi đó, tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các phiên bản xe Honda SH 2017 đều có giá bán cao hơn thị trường Hà Nội từ 3 đến 8 triệu đồng. Trong đó, phiên bản SH 125 sử dụng phanh ABS có mức chênh cao nhất khoảng 8 triệu đồng. Theo khảo sát của chúng tôi, giá xe SH 2017 125 phiên bản sử dụng phanh CBS có giá bán 75,5 triệu đồng, phiên bản Honda 150 CBS có giá 95 đến 96,5 triệu đồng. Phiên bản 150 ABS có giá 107 đến 108,5 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất từ 5 đến 17 triệu đồng. Một đại lý tại quận Thủ Đức cho biết, sở dĩ xe SH 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội là do nguồn hàng. Mặc dù không còn tình trạng khan hàng như thời điểm trước Tết, nhưng thị trường thành phố Hồ Chí Minh vẫn không nhiều bằng ngoài Hà Nội. Đại diện đại lý cho hay, SH 2017 chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 11 năm 2016. SH thế hệ mới thay đổi thiết kế ở phần đầu, sử dụng bóng đèn LED cho đèn pha, đèn định vị và đèn hậu, đồng hồ điện tử kiểu dáng mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh miễn phí và like, comment dưới video để góp ý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Let it go.